Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của vợ chồng em. Hôm nay vợ chồng ở nhà thôi mọi người ạ. Chào tất cả anh em nhá. Xem ao cá anh em ạ. Cạn hết nước rồi. Mùa này không mưa. Mai kia trời mưa xong mới có nước lên thôi. Không mấy con cá nhỏ có con để ăn chơi. Mình giao ao cá. Này gọi này bí gì đây này, vừa này. Đúng nó không có dây leo nhỉ? Ừ, nó không có rơi đây này, nó có quả luôn đây này. Đây, nó có quả đây này. Này. Có một quả đây này, chắc là bà mang về ăn đây này nhỉ. Nha. Cái này còn bé nhỉ. Ừ. Đấy, dâu anh em ạ. Mang về làm cái gì dâu chua chua ấy vợ. Dưa muối à bố? Ừ, đấy dưa muối đúng rồi. Mang về cái này mai mốt thì nên ăn thì mang cá về hấp. Rau này ngon lắm. Không có nước tưới chắc là đắng lắm. Ừ, đắng cái này đắng ngon mà rau này nhưng mà nó ngon. Nó phải khô như thế này đấy, làm rau làm dưa muối. Nhưng mà kiểu nó đẹp quá nó ấy thôi. Nó hay thối ra. Rau này quá đẹp. Nó đẹp rồi. Này mang về mai kia là lòng xào dưa luôn nhé. Thôi nhé. Lòng xào dưa 30k. Mình làm hẳn 50k. Ăn đến ngập mồm. Rau mèo. Cái mèo đấy này. Xào à. Xào ăn thì quá ok. Xào tỏi ăn. Đấy. Thôi. Về thôi vừa đủ ăn rồi. Đây này. Để mang về phơi. Phơi hai nắng. Cho vào hai nắng là ok. Về đến hai nắng để nó xốp xốp vào một tí là thái mỏng ra. Đây, phơi để chỗ này vợ ơi. Ô, xem gà chọi của mình thế nào. Nở hết chưa? Đây, đẹp lắm. Nở hết chưa bố? Ờ, đang nở đây này vợ đây này. Này. Đang ấp nở đây này, đây này. Đấy. Nó lạnh quá. Đấy, ok. Đấy, con nào khỏe thì mang đi cho nó ăn cám trước. Đây, còn vài quả nữa mình để đấy để nó ấp trước. Lúc thì con này để mẹ này nuôi. Đấy, à, chọi xuống chưa?
ba bốn mươi con đấy đúng không? Mổ gà ăn đi, thích canh gà anh em ạ. Gà lùi là mà thích canh gà hãm muối mì chính. Em thích canh gà đó, nó ngợi. Đã xong anh em ạ. À. Ô em lên nữa. Ai da. Đấy. Gà đùi. À gà lai chọi. Đấy, gia vị lánh tiết canh gà anh em ạ. À. Hôm nay để cho ớt ớt khô nướng. Khô nướng. Vào để nó thơm. Vậy ra mùi. Làm bát chấm chéo gà đúng không? Chấm. Tiết canh gà lồi. Quá là tuyệt vời luôn. Ok. Cho ớt khô nướng. Này phức ác đấy bà ạ. Cho ít thôi sợ cay ác ấy nhỉ. Ớt khô này chắc cay lắm nha. Nướng giò lên nữa này nó mong thơm. Đấy, làm bát chéo gan thêm gia vị vào tí nhỉ, cho gia vị vào ăn để nó mùi phức phức. Đấy, chế một bát chẩm chéo gan chấm các loại chớp rồi đã chanh vào một tí nữa là phức phức. Ôi rồi ôi nhìn rồi quán rồi. Rồi, chờ một tí nữa. À, ok rồi, có ăn rồi vừa ạ. Ai xa. Đấy, à rồi đấy anh em. Đấy, một bát chẩm chéo. Chéo gan thì ok rồi. Mổ gà mổ vịt ý, mình phải làm một bát tẩm chéo gan chấm các loại chấm. Đấy tẩm chéo gan anh em phải băm nguyễn ra như thế này nhá anh em nhá. Đấy để cho tẩm chéo vào. Đấy làm chéo gan này này. Đấy, mình thích ăn nhiều thì bỏ ra nhiều. Đấy nhá anh em nhá. Cho chẩm chéo vào này này. Đấy, mình ăn được cay thì mình bỏ ra nhiều, anh em ăn được ít thì bỏ ra ít.
Đấy, trong này là có là muối muối rồi, chưa có mì chính như này, mình cho mì chính vào này. Đấy, tí là cho nước luôn con gà ấy vào là ok. Đây, giá lại anh em ạ. Thì nó hòa quyện với nhau. Này. Quá là tuyệt vời luôn. Hòa toàn nó lên. Ok chưa? Quá là ok luôn. Đấy, thử mới mì đã anh em ạ. Đây. Thử bát chẩm chéo. Mời tất cả anh em nhá. Mật anh em ạ, mật gà. Phương Phước làm chảo xoát. Tiết canh gà rồi. Ok. Phương Phước lên ngay. Ok rồi, đây, quá là tuyệt vời luôn. Hái cái này vào. Ăn nó ngợi. Tất cả anh em ăn cơm cùng gia đình nhá. Hôm nay ở nhà không chẳng có gì ăn anh em ạ. Làm một con gà chẩm chéo ăn. Rồi mời tất cả anh em nhá, làm một ít rượu anh em ạ. Tiết canh thì phải có rượu. Ôi, mời tất cả anh em. Ôi chẩm chéo anh em ạ. Ôi rau sống chẩm chéo. Chấm các loại chấm anh em ạ. Ấy. Chéo gan, gà. Ôi anh em ạ, tiết canh gà. Ê. Ôi dồi, lông cứng rồi ạ. Đây rồi, ui giời ơi, ok chưa anh em? Mời tất cả anh em nhá. Quá tuyệt vời. Ôi, anh em này. Ok chưa? Thế canh gà, ok chưa? Ok, ngon, tuyệt vời. Cầm kéo xuống hết. Rau cỏ quá tuyệt vời. Bay xuống hết. Chập chéo phải chớm ngập ngập anh em ạ. Chéo gà nó xuống. Cơm thôi. Đấy. Cơm xôi chẩm chéo này.
À. Rất ngập ngập cái sướng. À. Làm em gà thế mà. Ôi gà tô xuống cho. Ơi, mời tất cả anh em nhá. Tầm chéo xuống cho. Sớm ngập ngập chưa anh em? Đấy. Quá tuyệt vời. Quá ok. Rồi. Bây giờ anh cùng bố đi. Anh Được rất rồi, cũng canh. phải vào ăn cùng bố thôi. À, vào đây vào đây. Ăn cùng chồng đi, ngon lắm. Ôi, cái canh trời cả ăn xuống rồi. Ấy, chấm chẩm chéo. Chấm ngập ngập như này xuống anh em này, ăn này. Đấy, à, có một vài nước chấm thần thánh như thôi. Rồi. Nó còn. Hả? Nó còn bôi. Tôi mời tất cả mọi người ăn cơm của vợ chồng em nha. Ai, ai thịt gà này vào này. Ôi, ai, ăn cái đùi to của nó này. Ừ, ăn Vừa, xóa. vừa phải ăn cái canh trước, nhìn chồng ăn ngon lắm. Nó cứng mà cái canh chuột ác hôm nay hám quá tuyệt Hôm vời nay luôn. là ngày đông. Ờ, cái canh gà quá tuyệt vời mà. Làm gì ngày nào càng đông, có mổ gì ngày nào càng ngon. Đông cứng luôn, tuyệt không? Khô nước luôn Rồi, đấy. mời tất cả mọi người. Ok nhỉ. Cái canh. Mở ngon rồi. Quá tuyệt vời. Ê, rau cỏ này. Em rau cỏ ăn. Ủa, gió ác. À. Đây nguyên cái đùi to rồi. Mời tất Rồi, cả mọi người tầm nha. chéo ăn, đây này, tầm chéo gà đây này. Đấy. Quá xuống rồi. Chấm ngập ngập này. Đấy, ăn đi. Tầm chéo ăn, chó ác. Chôm nó phải ngợp như này bên này. Hay nó xuống. Quá ngọt. Gà béo nhờ. Gà rồi. Kiểu này gà tơ ấy nhìn ăn ngon nhỉ. Không dai luôn. Hàng tươi nó ngon chứ, hàng tươi nó ngon chứ vợ. Được. Lấy cái cây hết. Hôm nay chồng làm quá ngon luôn. Toàn món ngon đúng thường. Xài hết, ngon.
ấm ăn ngon. Được. Ai xuống. Xuống nhất là ăn cay. Tầm chéo xuống cho. Chéo gan thì. Nó có. Ăn lên vợ cái cành đi. Bỏ hết cái đùi gà ấy. Đùi gà kia thua chứ. Hai miếng to rồi hết. Cái cành là ngon thế này. Bạn là hôm nay nó đông hơn. Quá là tuyệt vời. Thôi ăn dần đi nhỉ. Không hết được cốc rượu anh em, anh phải cố vào hết. Món ngon. Rượu càng át rượu anh Đức này, mạnh quá. Thôi chương trình video của vợ chồng bọn mình thì sẽ xin kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả mọi người nha. Quá tuyệt vời chẩm chéo anh em ạ. Anh em làm chẩm chéo làm như chú anh mà làm chế như này quá là tuyệt vời luôn. Chớm có loại chớm luôn.